danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào tất cả các em, cô là Lê Kim Huệ, giáo viên bộ môn công nghệ của Vietjet. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trao đổi nội dung chương trình công nghệ 7 của sách giáo khoa cánh diều. Bài học ngày hôm nay của chúng ta thuộc chủ đề 2 chăn nuôi và thủy sản, bài 9 nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các câu hỏi trong bài số 9. Chúng ta vào câu hỏi mở đầu trang 48. Gia đình em đã hoặc đang chăn nuôi loài vật nuôi nào? Hãy kể một số công việc trong nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đó. Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Gia đình em đã và đang nuôi chó, gà, vịt. Những công việc trong chăn nuôi và nuôi dưỡng vật nuôi đó, đó là cung cấp thức ăn, chất dinh dưỡng cho vật nuôi, vệ sinh chuồng trại, tắm cho vật nuôi, tiêm phòng vaccine cho vật nuôi, vân vân. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 1, trang 48. Các em hãy quan sát hình 9.1 và chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống với các cụm từ gợi ý sau. Thứ nhất, A nhỏ, khả năng sinh sản. B nhỏ, sức đề kháng. C nhiều. D sản phẩm. E chất lượng đàn con tốt. G khỏe mạnh. Các từ gợi ý là vật nuôi 3 chấm có 3 chấm tốt, chống lại bệnh tật. Thứ hai, vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, tạo ra 3 chấm chất lượng cao. Thứ ba, vật nuôi sinh sản có 3 chấm tốt, cho ra số lượng con 3 chấm và 3 chấm. Với các từ cụm từ gợi ý như trên, chúng ta có thể trả lời câu hỏi như sau. Số 1, G, khỏe mạnh. Số 2, B, sức đề kháng. Số 3, D, sản phẩm. Số 4, A, khả năng sinh sản. Số 5, C, G, nhiều. Và số 6, E, chất lượng đàn con tốt. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2, trang 48. Em hãy cho biết vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đó là vật nuôi khỏe mạnh, được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt sẽ phát triển, tăng khối lượng, kích thước cơ thể và có sức khỏe, sức đề kháng tốt, chống lại mọi bệnh tật. Thứ hai, vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Thứ ba, vật nuôi sinh sản có khả năng sinh sản tốt, cho ra số lượng con nhiều và chất lượng đàn con tốt. Chúng ta chuyển sang câu hỏi trang 48. Em hãy lựa chọn những công việc nuôi dưỡng và chăm sóc phù hợp cho gia súc, gia cầm non trong bảng 9.1. Đối với công việc nuôi dưỡng, chúng ta có cho vật nuôi bú sữa đầu, sữa mẹ trong vài ngày sau khi đẻ. Tập ăn sớm đối với các loại thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Còn với chăm sóc, chúng ta có giữ ấm cơ thể, cho vật nuôi vận động, tắm nắng, tiêm vaccine và vệ sinh phòng trị bệnh. Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Đối với công việc nuôi dưỡng, cho vật nuôi bú sữa đầu, sữa mẹ trong vài ngày sau đẻ, phù hợp với gia súc. Tập ăn sớm với các loại chất ăn đủ dinh dưỡng, phù hợp với cả gia súc và gia cầm. Các công việc như giữ ấm, cho vật nuôi vận động và tắm nắng, tiêm vaccine để và vệ sinh phòng bệnh, phù hợp cho cả gia súc và gia cầm. Chúng ta chuyển sang câu hỏi luyện tập 1, trang 49. Các em hãy nêu các công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con trong hình 9.2. Sau khi quan sát hình 9.2, chúng ta thấy hình 9.2A cho vật nuôi con non tập ăn sớm với các loại thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Hình 9.2B tiêm vaccine phòng bệnh. 9.2C vệ sinh nơi ở, chuồng nuôi cho vật nuôi. 9.2D cho vật nuôi vận động và tắm nắng. 9.2E cho vật nuôi bú sữa đầu. Và 9.2G sưởi ấm cho vật nuôi non. Chúng ta chuyển sang câu hỏi luyện tập 2 trang 49.
em hãy chỉ ra những lợi ích của từng công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non. Câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Những lợi ích và của từng công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non đó là: cho bú sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng, nhiều kháng thể giúp cho cơ thể vật nuôi non chống lại bệnh tật. Tập cho ăn sớm để cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi non và giúp hệ tiêu hóa phát triển hoàn thiện. Sưởi ấm để tránh nhiễm lạnh và làm phát sinh các bệnh về hô hấp, tiêu hóa cho vật nuôi non. Cho vật nuôi non vận động, tiếp xúc nhiều với nắng sớm để cơ thể khỏe mạnh và trao đổi chất tốt. Giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, cho uống hoặc tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ. Thường xuyên theo dõi để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, nhanh chóng cách ly vật nuôi non nhiễm bệnh để tránh lây lan. Chúng ta chuyển sang câu hỏi trang 49. Em hãy nêu lợi ích của từng công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống trong hình 9.3. Chúng ta có chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống. Sau khi quan sát hình 9.3, chúng ta có thể trả lời câu hỏi này theo gợi ý của cô như sau. Việc cho vật nuôi đực giống vận động hàng ngày để cơ thể săn chắc, nhanh nhẹn, trao đổi chất tốt. Thứ hai, tiêm vaccine và vệ sinh phòng bệnh để vật nuôi đực có sức khỏe tốt, giữ chuồng nuôi sạch sẽ, tránh mầm bệnh. Thứ ba, kiểm tra định kỳ thể trọng và tinh dịch của vật nuôi đực giống, thường xuyên theo dõi để phát hiện bệnh kịp thời, nhanh chóng cách ly và điều trị các vật nuôi đực giống bị nhiễm bệnh. Tư, cho ăn lượng thức ăn phù hợp và đủ chất dinh dưỡng, năng lượng, protein, chất khoáng, vitamin, giúp vật nuôi đực giống phát triển, có cơ thể khỏe mạnh, thể trạng tốt. Chúng ta chuyển sang câu hỏi trang 50. Em hãy lựa chọn những công việc nuôi dưỡng, chăm sóc gia súc, cái sinh sản thích hợp cho từng giai đoạn trong bảng 9.2. Sau khi quan sát bảng 9.2, chúng ta có thể trả lời câu hỏi theo gợi ý của cô như sau. Công việc cho vật nuôi vận động thường xuyên phù hợp với giai đoạn hậu bị, thường xuyên tắm trải phù hợp với giai đoạn mang thai, cho ăn vừa đủ để không quá béo hoặc không có gầy, không phù hợp với cả ba giai đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con. Cho thức ăn có mức năng lượng và protein cao, đủ chất khoáng và vitamin, phù hợp với giai đoạn hậu bị và nuôi con. Tiêm phòng phù hợp với cả ba giai đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con. Cho ăn đủ lượng thức ăn, đủ chất dinh dưỡng để thai phát triển tốt, phù hợp với giai đoạn mang thai. Chuồng trại thông thoáng, khô sạch về mùa hè và ấm áp về mùa đông, phù hợp với cả ba giai đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con. Và vận động nhẹ nhàng, phù hợp với giai đoạn mang thai. Chúng ta chuyển sang câu hỏi vận dụng 1, trang 50. Em hãy nêu những công việc đã làm tốt, chưa làm tốt trong hoạt động chăn nuôi ở địa phương em và đưa ra biện pháp khắc phục. Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Những công việc mà địa phương em đã làm tốt đó là tiêm phòng đầy đủ, cho vật nuôi vận động thường xuyên, cho vật nuôi ăn thức ăn đủ dinh dưỡng, chuồng trại thông thoáng sạch sẽ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Những công việc chưa làm tốt đó là cho ăn thức ăn có mức năng lượng và protein cao, đầy đủ khoáng chất và vitamin, cho vật nuôi tắm trải thường xuyên. Các biện pháp khắc phục đó là cần lưu ý phân chia các giai đoạn của vật nuôi cái sinh sản rõ ràng hơn để chăm sóc chu đáo, phù hợp cho từng giai đoạn. Ta chuyển sang câu hỏi vận dụng 2, trang 50. Em hãy liệt kê những công việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi phổ biến. Hãy đề xuất với gia đình hoặc những người chăn nuôi xung quanh cùng thực hiện. Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Ví dụ về nuôi dưỡng và chăm sóc chó con cảnh, thức ăn cho chó và nước uống, không gian, tập thể dục, chải lông, huấn luyện, chăm sóc răng miệng, chân và khớp. Đây chính là những công việc mà chúng ta cần lưu ý. Đi khám sức khỏe. Đây là công việc chúng ta phải thực hiện thường xuyên. Chúng ta chuyển sang câu hỏi 1, trang 51. Chuồng nuôi như thế nào là thích hợp cho nuôi gà, thịt, thả vườn? Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Chuồng nuôi thích hợp cho gà thịt thả vườn đó là
nuôi kiểu thông thoáng tự nhiên, đảm bảo thoáng mát về mùa hè và ấm áp vào mùa đông, nên chuồng có thể sử dụng lớp đệm lót như chấu, răng, bào sạch, vân vân, và có hệ thống đèn sưởi. Thứ hai, vườn thả dạng phẳng hoặc vườn đồi dốc có cây bóng mát và cỏ xanh, có hồ tắm cát và mạc sỏi, có tường rào bao quanh. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2, trang 51. Theo em, giống gà nào là thích hợp để nuôi thả vườn? Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Giống gà thích hợp để nuôi thả vườn đó là chọn các giống gà để lấy thịt có chất lượng tốt và được ưa chuộng như gà ta, gà mía, gà đông tảo, gà di hoặc gà lai ta. Thứ hai, chọn giống một ngày nuôi đảm bảo khỏe mạnh. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 3, trang 51. Em hãy nêu các công việc trong nuôi dưỡng và chăm sóc gà thịt thả vườn. Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Các công việc nuôi dưỡng và chăm sóc gà thịt thả vườn bao gồm nuôi dưỡng, thức ăn cần sử dụng là ngô, thóc, cám, gạo, cám ngô, thức ăn công nghiệp và các thức ăn tự nhiên trong vườn, cho ăn phù hợp với từng giai đoạn tuổi của gà, giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi, sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc gạo tấm, bột ngô, giải mỏng thức ăn, cho ăn nhiều lần trong ngày, giai đoạn từ 21 đến 42 ngày tuổi, sử dụng thức ăn công nghiệp và phối trộn thêm thóc, gạo, ngô, rau, cho ăn tự do, ngày ăn 2 lần, sáng và chiều tối. Giai đoạn từ 43 ngày tuổi đến khi xuất chuồng thì cần tăng lượng thức ăn gấp đôi so với giai đoạn trước, cho ăn tự do, ngày 2 lần, sáng và chiều tối. Nước uống cần đảm bảo sạch, thay nước hàng ngày và cho uống tự do. Với công việc chăm sóc, sau khi gà được 1 tháng tuổi, cần thường xuyên thả ra vườn để vận động và kiếm thức ăn, vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống hàng ngày, thường xuyên quan sát gà để phát hiện những bất thường và xử lý kịp thời, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gà. Chúng ta chuyển sang câu hỏi ví dụ trang 52. Để nuôi dưỡng và chăm sóc 100 con gà từ giai đoạn 1 ngày tuổi cho đến khi bán khoảng 120 ngày tuổi tại nông hộ, họ đã có sẵn chuồng nuôi nhưng cần thêm đất độ chuồng hết 100.000 đồng một lứa, cần dùng 50 kg thức ăn hỗn hợp, đủ loại thuốc thú y và vaccine cần thiết, trung bình 5.000 đồng một con, tiền viện nước trong một tháng khoảng 100.000 đồng, chi phí khác khoảng 450.000 đồng một lứa, biết giá bán gà giống khoảng 12.000 đồng một con và thức ăn giá khoảng 10.000 đồng một kg, hãy tính toán chi phí nuôi 100 con gà trên theo bảng mẫu 9.3. Sau khi quan sát bảng 9.3, chúng ta có thể hoàn thiện câu hỏi này theo gợi ý của cô như sau. Một tháng chúng ta coi như có 30 ngày. Vậy thì đối với tiền con giống với số lượng là 100 con thì chúng ta sẽ cần 1.200.000 đồng với thức ăn là 550 kg. Rồi là giá tiền là 10.000 một kg, chúng ta hết 5.500.000 đồng. Với việc chuẩn bị chuồng trại cho một lứa, chúng ta hết 100.000 đồng. Thú y cần 500.000 đồng. Tiền điện, tiền nước khoảng 300.000 đồng. Chi phí khác cần 450.000 đồng. Vậy tổng chi phí chúng ta sẽ có là 8.050.000 đồng. Chúng ta chuyển sang câu hỏi vận dụng trang 52. Các em hãy lập kế hoạch và tính toán chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một vật nuôi phổ biến ở địa phương em. Với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời theo phần gợi ý của cô như sau. Ví dụ, ở đây con giống là mèo ta có giá ước tính khoảng 300-500.000 đồng một con. Chuẩn bị chuồng trại cần 500-1.000.000 đồng. Các dụng cụ ban đầu như bát ăn, dây xích, vòng cổ khoảng 400-600.000 đồng. Thức ăn tự chế biến thì từ 250-300.000 đồng. Thức ăn chế biến sẵn từ 400-500.000 đồng. Thuốc thú y từ 500-600.000 đồng một năm và các chi phí khác từ 30-50.000 đồng một tháng. Đến đây là một số các gợi ý của cô cho các câu hỏi thuộc bài 9 sách công nghệ 7. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo của Vietjet. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.